Chào, xin kính chào toàn thể các bác đam mê câu cá. Hôm nay số lượng cá qua tra chúng em lại về được những con mây đẹp giá tốt cho các bác. Giá em mắt trên video là chưa bao gồm phí ship. Phí ship bên em là 30.000 toàn quốc. Các bác xem hàng, kiểm tra hàng, ok thanh toán. Thì đầu video các bác cho em xin luôn một like, một đăng ký kênh để em ra những con mây đẹp giá tốt cho các bác nhé. Khi mình like và mình đăng ký thì mình sẽ thấy video sớm hơn, sẽ chọn và mua được những con mây đẹp và ưng ý hơn. Thì đầu video em sẽ quay qua những sản phẩm có trong video ngày hôm nay cho các bác xem nhé. Hôm nay bên em về được rất nhiều loại máy, máy đứng, máy ngang, đầy đủ tất cả các size cho bác lựa chọn nhé. Các bác chịu khó xem cuối video nhé. Đầu tiên em tới con mã số 1. Mã số 1 em có một con máy Shimano Anod XT, size là size 3000. Dòng này thì thiết hợp cho bác con ngâm, con lăng xê. Ngoại hình máy, ngoại hình thì nó có trải chút nhé. Size 3000, cuối sâu. Cầu ngâm, cầu đăng xê, cầu rô đều được hết. Mấy dòng này cho bác cầu ngâm, cầu đăng xê này, cầu hồ. Giật cứt ngon lành. Rồi gác máy. Hoạt động máy. Mấy dòng này mấy dòng con bố rỉa cho các bác nhé. Chốt chặn ok. Con này là mặt số 1 các bác nhé. Con này là 390g, giá là 400.000 các bác nhé. Mặt số 1, 400.000. Đến tới mặt số 2. Mặt số 2 em có một cái máy Shimano Navi, size là size 8000 BG. Tua là tua BG, size là size 8000. Size 8000 là size lớn nhé. Chứ các bác đánh cá lớn nhé. Tua BG là tua chậm. Tua chậm thì nó khỏe máy. Ngoại hình máy thì con này thì ngoại hình nó có trời rất nhẹ nhá, nói chung đang đẹp nhá. Nhưng mà con này nó bị rớt mất cái nắp ốp ngoài này, mấy cái nắp này ta dán keo này, nó sẽ bị rớt này. Mấy cái nắp nó như thế này. Bên này thì nắp bên này vẫn còn, còn hai bên thì nó rớt một bên. Nói chung là nhìn thì nó xấu hơn chút thôi chứ còn nó cũng không ảnh hưởng gì đâu các bác nhá. Cái nắp bên này chỉ nắp ngoài thôi. Dán keo này, keo vẫn còn này. Ngoại hình máy thì nói chung là con này ít trời sớt đang đẹp. Trên máy này có dây bia nhé, các bác phải kiểm tra dụng lại nhé. Tay quay là chỉ có xoắn dần, đổi tay trái phải thoải mái. Em bỏ cái chắn này là để đi quay cho bác nhé. Size này bác đánh cá lớn là tuyệt vời rồi. Nguồn bô rẻ. Tay có chiếc cốt, xong dần. Nói chung ngoại hình cũng đang đẹp. Nó chịu rớt cho mấy cái nắp bắt. Chặt cước nguồn lại. Rồi rắc máy. Ok các bác nhé, em bượt nhẹ nhé. Máy rất cực kỳ mượt. Chốt chặn ok. Nhưng con này bị rớt cái nắp này còn nói chung hoạt động đang ngon lắm. Cực kỳ mượt này. Đếm ru. Mượt nhẹ. Con này là mặt số 2 các bác nhé. Con này nặng 600g, giá là 1.3 các bác nhé. 1.3, mặt số 2. Em tới mặt số 3. Mặt số 3 em có một con máy Shimano Utega C3000HG. Cái dòng C là dòng body thôn loại các bác nhé. Size là size 3000. Tua là tua HG, ratio là 5.7. Dòng Utega này sản xuất tại Japan các bác nhé. Nó chỉ Japan này. Và hình máy thì nó có trời rất nhẹ nhé.
Size này cối là cối sâu này, thích hợp cho bác cô ngâm, cô lăn xê, cô lua đều được hết. Những dòng máy da ba sản xuất thì cực kỳ bền. Hình nó cũng chảy sơ chốt. Đặt thức con này rồi rắc máy hoạt động với êm mượt nhé, êm mượt nhẹ, êm mượt nhẹ tay chốt chặn thì ok nhé. Có nút châm dầu này cực kỳ thuận lợi cho mình này, này nó có chạy cho thôi hoạt động ngon này. Dòng này bền khỏe. Quần này là mặt số 3 các bác nhé. Quần này nặng 270 g, giá là 1,6 triệu các bác nhé. Mặt số 3 giá là 1,6 triệu. Các bác đang xem video của máy nào, các bác cứ nhắn qua số trên màn hình của em nhé. Cần hỗ trợ gì các bác cứ nhắn qua số đó thì sẽ hỗ trợ mình dễ hơn. Các bác đang xem video tiền tay cho em xin luôn một like, một đăng ký kênh anh nhé. Em tới mặt số 4. Mặt số 4 này có một con máy Daiwa Kadia, Kadia FCLT2000S. FCLT2000S. Dòng Kadia này là sản xuất 2021 các bác nhé. KDK 2021. Mà hình máy thì nó có trời sức nhẹ, nó không phải quay ông mèo nhẹ thôi. Nói chung đang đẹp các bác nhé. Dòng này thì nó có mặc siêu các bác nhé. Mặc siêu là dầu tự tính kháng nước, các bác cầu nước mặn thoải mái nhé. Size này thì ở cho bác, hợp cho bác cầu UL, cầu cá nhỏ, cầu lua, cầu tôm. Tay có chiếc cốt xoắn ren, đổi tay trái phải thoải mái. Dòng này nó chỉ có một chiều thôi. Dòng này thì nó nhẹ các bác, siêu nhẹ. Size 4 à, size 2000 nó tầm 175 g thôi, cực kỳ nhẹ. Ngoại hình thì nó cũng đang đẹp các bác nhé. Cái này các bác cầu suối cầu là thức ngon lành rồi, rất kêu to, hoạt động cực kỳ mượt các bác nhé, êm mượt nhẹ tay. Nói chung máy này đẹp êm mượt các bác nhé, máy đẹp êm mượt. Êm mượt nhẹ. Chúng đang đẹp các bác nhé, cực kỳ mượt. Con này là mặt số 4 các bác nhé. Con này nặng 175 g, giá là 2,1 triệu các bác nhé. Mặt số 4 giá 2,1 triệu. Tiếp tới mặt số 5. Mặt số 5 thì em có một con máy Radianium C4 size 2500. Cái size 2500 là size cuối sâu các bác nhé, cuối sâu vào cho mình rất nhiều dây nhé. Dòng này thì bằng vật liệu C4 siêu nhẹ, dòng Radianium size 2500. Hình máy ngoài thì nói chung đang đẹp các bác nhé, phải trong màu nhẹ thôi, chúng đang đẹp lắm. Đang đẹp nhé. Size là size 2500, tay quay xích cốt xoắn ren, đổi tay trái phải thoải mái. Dòng này nó có nốt châm dầu này cực kỳ thuận lợi cho mình này. Máy thì đẹp rồi. Ok anh nhé. Đẹp. Giặt cướp ngon lành. Rắc máy. Hoạt động
phẩm để em ru các bác nhé. Máy đẹp em mượt nhãn tây, cực kỳ mượt nhé. Chốt trận ok nhé. Chung đẹp nhé. Xong quá. Con này là mã số 5 các bác nhé. Con này nặng 190g, giá là 2,1 triệu các bác nhé. Mã số 5 giá 2,1 triệu, máy đẹp, đẹp mượt. Tiếp tới mã số 6. Mã số 6 thì có một con máy Daiwa Luviad LT3000S. Luviad LT3000S. Dòng Luviad này là sản xuất tại Japan các bác nhé. Bên Japan này. Size 3000. LT3000S CXH. Cái dòng C là dòng body thôi mà các bác nhé. XH là vùng tua cao, ratio là 6.2 nha. Ngoại hình máy, ngoại hình thì nó có trầy sát chút nha. Xe 3000 size này thì ở chỗ bác con lua nhé. Con lua. Dòng này thì nó chỉ một chiều thôi các bác nhé. Tay quay xích cốt xong dần, đổi tay trái phải thoải mái. Con này thì người ta đã độ núm này là núm gươm sớt các bác nhé. Núm gươm phải sớt. Núm này thì mình cầm nắm dễ hơn các bác nhé. Xe 3000. Trên máy cũng đang có dây BE này, các bác phải kiếm ra tận dụng lại nhé. Cầu lua, cầu ngâm, cầu đông C đều được hết. Dòng Luviad thì cũng dòng máy đời cao của Shimano ở qua đây qua các bác nhé. Bản sản xuất ở Japan này là nó rất ít. Lần nào hết là nó sản xuất Trung Quốc thôi, chỉ có cái lô đầu là sản xuất ở Japan này. Dòng này thì nó có mặt siêu các bác nhé, mặt siêu là dầu thừa tính kháng nước, các bác cầu nước mặn thoải mái nhé. Dùng máy thì con này nó có phẩy lông mèo rất ít các bác nhé. Phẩy lông mèo rất ít này. Phẩy rất ít. Nói chung là cũng đang ok nhé. Đặt cước nguồn lại. Đặt rắc máy. Hoạt động êm ru các bác nhé. Êm vượt nhẹ tay. Kỳ mượt này các bác câu lùa tuyệt vời rồi. Mượt lắm. Lùi giá thì mượt nhẹ nhé. Êm mượt. Con này mà số 6 các bác nhé. Con này nặng 190g, giá là 3,3 triệu các bác nhé. Mà số 6 giá 3,3 triệu. Các bác đang xem video con máy nào các bác cứ nhắn qua số trên màn hình thôi các bác nhé. Cần hỗ trợ gì các bác cứ nhắn qua đấy nhé. Các bác đang xem video tiện tay cho xin luôn một like một đăng ký kênh nhé. Nhìn tới mà số 7. Mà số 7 có một cái máy Shimano Strix. Size là size 4000. Tua là tua XG nhé. Tua XG là vùng tua cao. Ratio là 6.2. Size 4000. Dòng này là dòng không phải dòng C nhé, dòng 4000 nhưng mà dòng to, không phải dòng C. Cuối là cuối sâu nhé, và trong mình rất nhiều dây nhé. Cái dòng 4000 này với cái dòng C5000 thì nó chung một body các bác nhé, chung một thân. Ngoại hình máy thì nó chung nó cũng đang đẹp các bác nhé. Phải đông mềm nhẹ một số nơi thôi. Tiếp này. Không loãng các bác. Con này thì người ta đã độ núm này cũng là núm gương sớt các bác nhé. Núm này mình cầm dễ hơn này. Nói chung là nó phẩy lông màu nhẹ ra, đang đẹp các bác nhé. Dòng này là Strix bản 2019 các bác nhé. 2019. Tay quay xích cốt xoắn dần, đổi tay trái phải thoải mái. Bản này nó chỉ có một chiều thôi. Size 4000 này thì tối cờ này, size này mình câu lua, câu ngâm, câu đông xê đều được hết nhé. 4000 này mình dễ câu, câu gì cũng được.
chung đang đèo các bác nhé. Thật cứ ngon lành. Thật rất máy. Hoạt động êm bật nhạc danh các bác nhé. Êm bật nhạc. Cực kỳ nhạc. Thêm được nhá, 4.000 mình dễ câu, nói chung ngoài hình còn đẹp, em được nhẹ, có thấy không, cực kỳ mượt này, lắc nhau đi này, mượt lắm. Mới đẹp, em mượt. Con này là mã số 7 các bác nhé, con này nặng 290g, giá là 2.4 các bác nhé. Mã số 7, 2.4. Lên tới mã số 8. Mã số 8 em có một con máy Daiwa Certec, size là size 3000 các bác nhé. Certec bản này là bản 210 nhé. Ngoại hình máy, ngoại hình thì nó có trầy xước chút nhé. Size 3000 của Daiwa thì nó size thực tầm size 4000 Shimano các bác nhé. Xe thử tầm xe 4.000 Shimano. Tay quay là xích cốt xoắn dần, đổi tay trái phải thoải mái. Xe là xe 3.000. Trên máy cũng đang có dây BE này, các bác phải kiểm tra ta dùng lại nhé. Dòng này thì nó cũng có mặt siêu các bác nhé. Mặt siêu là dầu tử tính, hẳn được các bác cầu nước mặn thoải mái nhé. Mà hình máy thì nó có trầy sợi chút nhé. Xong sơ tách thì cực kỳ trâu khỏe rồi. Bao trâu bao khỏe. Dòng này sản xuất tại Japan các bác nhé, nguyên Japan này. Con này các bác lua chẻm, lua lốc bông, câu nháy thật thì tuyệt vời này. Lốc bông, lốc rừng. Dòng này cực kỳ trâu khỏe, và cực online. Rắc máy hoạt động em mượt các bác nhé. Dòng này trâu khỏe lắm, em mượt nhà tây, chốt chặn ok nhé, em mượt nhạc. Êm bợt nhé. Con này là mã số 8 các bác nhé, con này nặng 280g, giá là 2.6 các bác nhé. Mã số 8 giá 2.6. Đến tới mã số 9. Mã số 9 này có một con máy Buildmaster C3000 SDH. Cái dòng C là dòng body thon gọn, size là size 3000, S là cối nông, DH là tay quay đôi các bác nhé. Dòng ngoài thì tay quay xích cốt xoắn dần, đổi tay trái phải thoải mái. Có nút châm dầu cực kỳ thuận lợi cho mình. Size 3000 này, size này cho bác cô lua nhé. Nói chung ngoại hình thì đang còn đẹp các bác nhé. Nói chung phải phải lông mèo nhẹ thôi, đang đẹp. Tay quay ít ship đây. Câu lua, câu ngâm, câu đông xe đều được hết. Xe là xe 3000, dòng C là dòng body thôn gọn, S là quấn nông, DH là tay quay đôi. Mấy dòng BO này cực kỳ bền các bác nhé, bền khỏe.
ăn đứt mấy cái dòng máy đời mới. Bản này 2011 nhé, đặt quyết ngon lành. Trên máy cũng đang có JBL này, các bác phải kiểm tra tận dụng lại nhé. Đợt rớt máy hoạt động êm bật nhẹ tênh nhé, êm bật nhẹ. Có đốt châm dầu này cực kỳ thuận lợi cho mình này. Chốt chặn ok. Nói chung hoạt động bật lắm, ngoại hình đẹp, hoạt động bật. Với lông mèo nhẹ còn đẹp các bác nhé. Này các bác còn lùa hết hết nước chấm. Đi một nhà tay. Cái này là mã số 9 các bác nhé, coi nặng 270g, giá là 1.900.000. Mã số 9 giá 1.900.000. Các bác làm xem video các bác ưng máy nào các bác cứ nhắn qua số trên màn hình của em ngay nhé. Cần đến hỗ trợ gì các bác cứ nhắn vào đấy sẽ hỗ trợ mình dễ hơn nhé. Các bác làm xem video tiện tay cho em xin luôn một like một đăng ký kênh nhé. Đến tới mã số 10. Mã số 10 có một con máy Swan. Swan BB C2000 SFBG các bác nhé. Dòng C là dòng body thun gọn, size là size 2000. SS là cuối nông nhé, BG là tua BG các bác nhé. Dòng này thì nó chỉ có một chiều thôi các bác nhé, một chiều thôi. Tay coi xích cốt sẵn duyên, rồi tay trái phải thoải mái. Sao là size 2000. Ngoại hình máy, ngoại hình thì nó có phẩy lông mèo nhẹ thôi. Dòng này cho các bác câu UL nhé, câu UL, câu cá nhỏ, câu suối. Nói chung là ngoại hình phẩy lông mèo nhẹ thôi, cũng đang nhập nhé. Máy thì hơi bụi một chút. Nói chung cũng đang nhập nhé. Điết này. Chặt cứng con này. Rồi rắc máy. Hoạt động thì êm mượt các bác nhé. Êm mượt nhẹ tay. Êm mượt nhẹ. Nói chung máy còn đẹp, êm mượt các bác nhé. Xoay 2000. Xoay. Cái này là mã số 10 các bác nhé. Cái này nặng 200g, giá là 1.600.000 các bác nhé. Mã số 10 giá 1.600.000. Đến tới mã số 11. Mã số 11 có một con máy Tewin Power C3000. Tewin Power TB nhé, TB C3000. Cái dòng C là dòng body thôn gọn các bác nhé. Dòng C là dòng body thôn gọn, size là size 3000. Tewin bản này là bản 2015 nhé, sản xuất từ 2015 cho đi. Máy Shimano thì sản xuất năm nào thì có cái mở cối này này. Đấy, mở cối ra xem con đây này. Con này là sản xuất 2015 mà nó ghi số 1 với số 5 ngay chỗ đây các bác nhé. Nó ghi chỗ cái vòng tròn này này. Đấy. Không quay cái này có gì không. Đây nó ghi chỗ vòng tròn này. Nó sẽ ghi số 1 số 5. Máy Shimano sản xuất năm nào thì nó sẽ có ghi thế đấy nha. Ví dụ cái con này thì sản xuất từ 2015 nó đi có con này. Có con vẫn là con này nhưng mà sản xuất 2018 luôn đấy. 18 19 luôn đấy. Thì thường dòng máy Shimano thì một đời sản xuất khoảng tầm 4 năm. Body nó vẫn giống vậy khác năm thôi. Ngoại hình máy thì con này nó có chạy sức nha thôi nha. Xe là xe 3000. Dòng Tewin thì sản xuất tại Japan các bác nhé. Japan này. Tiếp này, nói chung sức nhẹ thôi. Tay quạt xích cốt xoắn dần, đổi tay trái phải thoải mái. Dòng này nó chỉ có một chiều thôi các bác nhé. Tewin thì dòng máy cao cấp của Shimano rồi. Xe 3000 thì mình luôn lóc, luôn chấm công ngâm bằng xe đều được hết nhé. C3000 Tewin 2015. Thì chúng có sức nhẹ đâu.
Các bác cần thêm hình ảnh video thì cứ inbox qua em sẽ gửi thêm cho các bác xem nhé. Trên máy này nó có dây này là dây cước các bác nhé, dây cước, là cước con này. Thời rắc máy hoạt động êm ru các bác nhé, hoạt động cực kỳ mượt luôn, êm như tiếng thở luôn. Nói chung hoạt động này ngon lắm, vật nhà Tây. Gần các bác con lùa hết cái bài êm mượt nhẹ, cực kỳ mượt nhé. Máy đẹp mượt. Con này là mã số 11 các bác nhé, con này nặng 240g, giá là 3,8 triệu các bác nhé, 3,8 triệu. Tiếp tới mã số 12. Mã số 12 thì có một con máy Shimano Strix SPK6000HG các bác nhé, sang là size 6000, tua là tua HG, ratio là 5.7 nhé. Dòng SPK là dòng kháng mặn các bác nhé. Ngoại hình máy, ngoại hình thì nó có trầy xước chút nhé, có trầy xước bông bông sơn này, chỗ cái roto này. Cái này thì nó chỉ là cái bên ngoài thôi các bác nhé, bông sơn bên ngoài thôi. Đấy. Cái này thì nó bị trầy hơi nhiều một chút nhé, trầy cái chỗ roto ít thì có sức. Size này size 6000 tua HG, size này thích hợp cho bác tại có sĩ có sẵn dần nhé. Size này mình câu lục này, câu dích này, câu ngâm, câu long xê đều được hết. Dòng SPK là dòng kháng mặn nhé, các bác có nút biển thoải mái nhé. Nói chung là ngoại hình nó có chảy rô tô, chủ yếu là rô tô thôi. Dòng này một chiều, tay có chiếc cốt sắt gen đổi tay trái phải. Xe 6000, tu HG, ratio 5.7. Cách cước nó này. Giờ rắc máy. Hoạt động thì êm mượt các bác nhé, êm mượt nhẹ tay. Nói chung là ngoại hình thì nó có trầy chút thôi chứ có hoạt động ngon lắm, cực kỳ mượt nhẹ. Bác nào không quan tâm ngoại hình lắm thì các bác lấy dòng này nguồn bó rẻ, êm mượt nhẹ tay. Cái này là mã số 12 các bác nhé, con này nặng 430g, giá là 2,8 triệu các bác nhé. Mã số 12 giá 2,8 triệu. Tiếp tới mã số 13. Mã số 13 cũng một con máy Buildmaster SPK5000. 5000, con này là 5000 BG các bác nhé. Size là size 5000, tua là tua BG. Tua BG là tua chậm nhé. Ngoại hình máy, ngoại hình thì nó cũng có rất trời rất nhẹ. Sao là xây 5000. Cái này trên máy em thấy dây bia đang còn rất mới này, các bác phải kiểm tra tận dụng lại nhé. 5000 thì mình câu dích, đồ lọc, câu ngâm năng xe đều được hết. Nói chung 5000 mình dễ câu. Dòng này SPK là dòng kháng mặn, các bác câu nút biển thoải mái, câu nút châm dầu này cực kỳ thuận lợi cho mình này. Tay quay xích cốt sẵn dần này, với tay trái phải này. Nói chung là có trời sức nhẹ là sức nhẹ thôi, sức nhẹ thôi. Chỗ này ok các bác nhé. Giật tức luôn này, rắc máy, hoạt động thì êm ru các bác nhé, êm bật nhạc tây. Dù con này có là ngon lắm, sức nhẹ thôi chứ chốt chặn ok, êm bật nhạc cực kỳ mượt nhé, êm ru.
Con này là mã số 13 các bác nhé. Con này nặng 320g, giá là 2,8 triệu các bác nhé. Mã số 13 giá 2,8 triệu. Tiếp tới mã số 14. Mã số 14 thì em có một con máy Tewin Bauer SP-6000HG các bác nhé. Sang là size 6000, tua là thoát G. Tewin bản này là bản 209 các bác nhé. Bản 209. Em xem con này sản xuất năm nào. Dòng SP kép và dòng kháng mặn các bác nhé. Con này nó lại không ghi thông số vào cối. Tây Nguyên bản này bản 209 các bác nhé. 209. Dòng Tây Nguyên thì dòng máy cao cấp của Shimano các bác nhé. Dòng máy cực kỳ bền, trâu khỏe. Dòng SP kép và dòng kháng mặn sang là size 6000, tua là thoát G, ratio 5.7. Dòng Tây Nguyên thì sản xuất tại Japan các bác nhé. Japan này. Và hình máy thì nói chung nó phải nhẹ thôi, thì sức nhẹ thôi. Size này thích hợp cho bác cô lục cầu dích cầu ngâm cầu lăng xê cầu lục tay qua xích cốt xoắn dây. Con này thì em đang có cốt đổi tay nhá. Bên máy là máy đang bên tay trái, đây là cốt đổi tay phải nhá. Các bác không thích các bác có thể đổi lại tay nhé. Dòng này các bác đổi tay phải có cốt đổi tay. Cốt đốt châm dầu này cực kỳ thuận lợi cho mình này. Tewin thì cực kỳ trâu rồi. Màu trâu bao khỏe. Nói chung nó có phẩy lông mèo nhẹ thôi. Cũng đang đẹp nhé. Dòng Tewin này trâu khỏe lắm. Nói chung là máy đang dở các bác nhé. Trời nhẹ thôi. Mấy dòng này bền lắm. Đặt cước ngon này. Rồi đắp máy. Hoạt động cực kỳ mượt các bác nhé. Máy êm mượt nhẹ tay. Dòng này thì nó chỉ có một chiều thôi các bác nhé. Một chiều thôi. Máy thì mượt lại đừng nói. Cực kỳ mượt luôn. Êm ru. Em vượt nhập đây. Đi sức lông mèo nhẹ thôi. Còn nói chung máy là còn ngon lắm. Cực kỳ mượt. Con này là mã số 74 các bác nhé. Con này nặng 400g, giá là 4 triệu các bác nhé. Mã số 74 giá 4 triệu. Tiếp tới mã số 15. Mã số 15 thì em có một con máy Daiwa Satiga các bác nhé. Các bác đang xem video các bác ưng con máy nào các bác cứ nhắn qua số trên màn hình của em các nhé. Cần hỗ trợ gì các bác cứ nhắn qua đấy nhé. Các bác đang xem video tiện tay cho em xin luôn một like một đăng ký kênh nhé. Mã số 15 em có một con máy Daiwa Satiga. Size là size 4500H. Cái size 4500H của Daiwa thì size thực tầm size 8000 Shimano các bác nhé. 8000. Con này thì nó có cái túi chính hãng của Daiwa đi kèm các bác nhé. Túi chính hãng. Cái này cho bác câu biển nha các bác nhé, đây cá lớn nhá, con lục xà bờ. Dòng này thì nó chữ để chữ bên da ban này, để chữ bên dưới chữ mặc siêu các bác này, bên da ban này. Dòng này mặc siêu là dùng cực kỳ thắng nước, các bác câu nước mặn thoải mái nhá. Ratio 5.7, Satiga 4500H, size thực 8000. Satiga bản này bản 2.10 các bác nhé, bản 2.10. Ngoại hình máy thì nói chung là cũng đang đẹp. Nó có vài chấm này, cái chỗ nó sơn chút này, có hiện tượng này một chút nổ sơn này. Còn nói chung con này em thấy cũng đang đẹp lắm. Nói chung thấy máy nó đang đẹp lắm. Nó có này một chút đấy, một chút là thấy có hiện tượng nổ sơn đây một chút đây. Còn máy thì nó xuất công nhỏ nhẹ, nói chung đang đẹp. Size này các bác câu lục sao bờ, câu bạc bãi, câu biển. Đánh cá lớn nhé. Tay quay xích cốt xoắn dần, đổi tay trái phải thoải mái. Satiga.
Satiga là dòng máy cao cấp nhất của Daiwa các bác nhé. Ít này, không loãng nhé. Loãng luôn. Chụp con này thì em thấy cũng đang đẹp. Satiga. Dòng máy trâu khỏe rồi. Kẹt cước con này. Trợ rắc máy. Hoạt động êm ru các bác nhé. Êm bật nhả tay nhé. Dòng máy còn ngon lắm. Dòng này thì nó chỉ có một chiều thôi các bác nhé. Nó không trái ngược đâu nhé. Một chiều thôi. Không trái ngược đâu. Hoạt động cực kỳ mượt nhé. Máy lớn nó quay rất mượt. Con này các bác câu biển, câu lục xa bờ, có bạc bãi tuyệt vời. Sau tí ga. Đi mượt nhẹ. Con này là mã số 75 các bác nhé. Con này 590g, giá là 5 triệu rưỡi các bác nhé. 5 triệu rưỡi, sau tí ga. Các bác ơi, máy nào các bác cứ nhấn qua số trên điện thoại em sẽ tư vấn mình dễ hơn nhé. Các bác xem video tiện tay cho em xin luôn một like một đăng ký kênh nhé. Em tới mã số 16, mã số 76 em có một cái máy Shimano Metaneum các bác nhé. Metaneum. Metaneum 2020. Và hình máy thì máy này là máy tay trái các bác nhé. Máy tay trái. Và hình thì nó có một số trầy xước các bác nhé. Dòng Meta thì dòng này là dòng máy cao cấp của Shimano các bác nhé. Nhưng mà hình thì nó có trầy chốt. Ratio là 6.2. Dòng này thì sản xuất tại Japan các bác nhé. Bên Japan này. Japan. Ngoại hình thì nó có trầy chốt. Dòng này thì khỏe, trâu khỏe. Nói chung là nó có vài điểm chày các bác nhé. Chày. Cái này là nó câu mồi sắt á, quặp vào. Dòng này nấm xa khỏe. Metaneum là tiêu 6.2. Máy tay trái hoạt động cực kỳ mượt các bác nhé, mượt nhẹ lắm. Nhưng mà cực kỳ mượt. Cái này em thả hết sao mất rồi. Êm ru các bác, cực kỳ mượt. Êm ru luôn. Nhưng mà hình nó có trầy chút thôi, ngoài hoạt động mượt lắm. Có thể êm lắm. Dòng này nó dòng cao, nó chạy nhiều bậc đa nên nó êm lắm. Nói chung hoạt động các bác yên tâm nhé. Kỳ mượt êm. Cái này là mã số 16 các bác nhé. Cái này nặng 180g, giá là 2 triệu 9 các bác nhé. Mã số 16 giá 2 triệu 9. Em thấy mã số 17. Mã số 17 có một con máy Shimano Scotsman các bác nhé. Scotsman. Shimano Scotsman DC nhé. Scotsman DC 101 các bác nhé. Scotsman DC 101. Máy là máy tay trái, dòng DC. DC là phanh từ các bác nhé. Khi mình nhấn dây nó sẽ tiếng e e e. Dòng sợi bẩn thì cực kỳ trâu. Nhưng mà hình thì nó có sức ở trên bề mặt một chút nhé. Sức nhẹ nhé. Dòng này sản xuất tại Malaysia, xuất Nhật các bác nhé.
Malaysia. Circuit bình thì cực kỳ trâu khỏe. Circuit bình DC. Con này nó chạy DC 5. Nhưng mà hình nó không có trầy chốt. Nói chung vẫn đang ok các bác nhé. Sức nhẹ. Trâu khỏe. Hoạt động êm mượt các bác nhé. Cực kỳ mượt. Quay rất tiết tàu mù. DC khi mà các bác mít mít mạnh tay cũng có thể nghiền tính CC nhẹ nhá, nhưng mà khi mình nhắm dây nó sẽ mượt hơn. Cực kỳ mượt. Mượt nhé. Sửa của bình DC. Cái này chỗ bác đánh bạo lực được nhé. Cái này mã số 77 nhé. Cái này là 2, nặng 210 gram, giá là 2,8 không nhé. Mã số 7 giá 2,8. Nên tới mã số 18. Mã số 78 thì em có một con máy tiệm này gọi X105HVL các bác nhé. Tiệm này gọi X105HVL. Con này trong máy em đang có dây cái dây cước hay bị thòa dây này. Đấy, dòng này cực kỳ bền khỏe các bác, trâu khỏe, dòng đời cổ. Máy là máy tay trái nhé, máy tay trái gọi hình nó cũng có trời chốt. Tiệm này gọi trả tiêu là 6.3. Dòng này thì sản xuất tại Gia Ban các bác nhé. Bên Gia Ban này. Nói chung nó cũng chạy nhẹ thôi. Mấy dòng này cực kỳ trâu khỏe. Hoạt động cực kỳ mượt các bác nhé. Cực kỳ mượt luôn. Mấy dòng máy này ngày xưa là dòng máy cao cấp của Daiwa các bác nhé. Nó là dòng máy cao cấp của đây các bạn. Nói chung hoạt động mượt lắm. Để mượt nhẹ. Mấy dòng này bền khỏe các bạn nhé. Cực kỳ mượt. Con này thì có nguyên hộp phụ kiện các bạn nhé. Còn sổ sách này, hộp sổ sách. Ratio là 6.3, nặng 245 g, tải cá là 3 đến 6 kg. Dòng này cực kỳ trâu các bác nhé, khỏe, chạy 8 mạch đạn. Dòng máy cao cấp của Daiwa đời cũ các bác nhé. Con này là mã số 18, giá là 1,3 triệu các bác nhé. Mã số 18 giá 1,3 triệu. Em tới mã số 19. Mã số 19 em có một con máy Daiwa T3 các bác nhé. T3MX1016HL TV Dup. T3MX. Con này thì trên máy đang có cái dây cước này. Nó thì thoa dây cước. Thì có dán nó bằng dính rồi mà cái bằng dính nó dính vào đây rồi. Dây cước vẫn thò đấy các bạn, quen con này.
Ngoài hình máy thì nói chung có trầy xước nhẹ này. Máy là máy tay trái các bác nhé, máy tay trái T3MX, nói chung là cũng có phễ nhẹ nhé, phễ xước nhẹ. Dòng T3 thì dòng này khỏe, tức 1016HL TV đúc, sản xuất tại Thái Lan các bác nhé, mê Thái Lan này. Nói chung này ngoại hình cũng đang đẹp các bác nhé, cũng đang đẹp, cũng bị phẩy lông mèo nhẹ thôi. Cục TPS chống mài mòn dây, hoạt động thì êm rồi các bác nhé. Cái này thì nó có tí cước quạo này, cái cước nó phồng lên, các bác này, đấy nên nó quạo vào đây một chút nhá. Con này hoạt động cực kỳ mượt nhá, các bác yên tâm nhá. Cái cước này em bỏ, các bác mà thích em quay video thì em bỏ cước này em quay cho các bác rẻ nhá. Cước này nó hơi nhiều, nó đầy con quạo vào này, hoạt động mượt lắm, mượt nhẹ, cái cước nó quạo vào thôi. Máy thì cũng đang đẹp. Cuối cước nó tràn nó em cọ vào cong rồi nha. Hoạt động cực kỳ mượt rồi, mượt nhẹ êm, đun được con này là đẹp các bác nhé, máy đẹp nguyên hộp phụ kiện. Đây qua T3 MX1016HL TV đúp, ratio là 6.3, thu dây là 67 cm, tải cá là 5,5 kg, nặng là 190 g, chạy 7 bậc đạn. Đây là T3. Con này là mã số 19, giá là 2,4 triệu các bác nhé, 2,4 triệu máy còn đẹp các bác nhé, máy đẹp em mượt. Các bác xem video của máy nào các bác cứ nhắn có số trên màn hình của em ấy nhé, cần em hỗ trợ gì các bác cứ nhắn qua đấy nhé. Các bác xem video tiện tay cho em xin luôn một like, một đăng ký kênh nhé. Em tới mã số 20, mã số 20 em có một con máy Shimano Trojanac C4 các bác nhé, Trojanac C4 151HG, thân bằng vật liệu C4 siêu nhẹ, tua tua HG, ratio là 7.6, quấy ship này. Dòng này thì nó sản xuất tại Japan các bác nhé, Japan này, nó là dòng máy đời cao của Shimano. Máy là máy tay trái, mọi hình thì nó cũng có một vài điểm chạy rất nhẹ các bác nhé. Thân vật liệu C4 siêu nhẹ, nói chung là có phải nhẹ thôi. Dòng nhẹ, hoạt động cực kỳ mượt các bác nhé, cái mượt nhẹ nhé. Cái mượt nhẹ, nói chung cũng đang còn đẹp các bác nhé, nó chưa phải lông mèo nhẹ thôi. Máy Japan sản xuất cực kỳ bền, thân vật liệu C4 siêu nhẹ, con này êm mượt nhé. Con này thì còn nguyên hộp phụ kiện các bác nhé, sổ sách thông tin dầu mát. Trojanac C4 151HG, ratio là 7.6, tải cá là 5 kg, nặng là 185 g. Nói chung là dòng vật liệu C4 nó sẽ nhẹ các bác nhé, chạy 8 bậc đạn, trong nó có 7 bật đèn SRB là bật đèn kháng mặn các bác nhé, thu dây 81 cm. Con này là mã số 20, giá là 2,2 triệu các bác nhé, 2,2 triệu mã số 20. Em
em tới mã số 21. Mã số 21 em có một con máy Shimano Complex C4. Size là size 2500S. Bản F4 các bác nhá. Tua là thoát G. Dòng C size 2500S là quên nông. Bản này bản là F4, tua là thoát G, ratio 5.7. Dòng này thì nó cũng dạng dòng máy đời cao có dòng cao của Shimano các bác nhá. Ngoại hình máy thì nó cũng có trầy sắt nhẹ nhá. Size này thích cho bác con lua, cậu UL đều được. Thân bằng vật liệu C4 siêu nhẹ, dòng này thì nó chỉ có một kiểu thôi. Tay quay xích có xoắn dần, rồi tay trái phải thoải mái. Nói chung là nó có phải lông mèo nhẹ thôi. Chúng cũng đang ok các bác nhé. Cái phẩy đông nhỏ nhẹ dễ điếc này. Trên ô tô thân thì đang còn đẹp. Cứt ngon lành, rồi sắp máy hoạt động em ru các bác nhé, em bật nhả tay em như tiếng thở luôn, em bật nhả lần này các bác còn đùa hết bài các bác nhé, cực kỳ mượt. Thân bằng vật liệu C4 siêu nhẹ, size 2500. Cái này thì còn nguyên hộp phụ kiện các bác nhé, đầy đủ nhé. Complex C4 C2500F4HG. Ratio là 6.0, tải cá là 4 kg, nặng là 180 g, bằng vật liệu C4 cực kỳ nhẹ nhé. Con này nó chạy 10 bậc đạn, trong đó có 9 bậc đạn SARB này, là bậc đạn kháng mặn này. Chạy 10 bậc đạn các bác nhé, dòng máy cao cấp của Shimano nhé. Thu dây 81 cm. Cái này là mã số 21, giá là 2.9 triệu các bác nhé. Mã số 21 giá 2.9 triệu. Em tới mã số 22. Mã số 22 em có một con máy Shimano Strategic C2000S. Cái dòng C là dòng body thôi các bạn, size là size 2000S là của nông. Strategic bản này là bản 2019 các bác nhé. Ngoại hình máy. Ngoại hình thì con này nó cũng có trầy sắt chút ở chỗ trên Toto này nhé. Size này cho các bác cậu UL nhé, cậu cái nhỏ nhé. Bản này thì bản nó chỉ có một chiều thôi. Tay quay xích có xoắn dần, đổi tay trái phải thoải mái. Trong ngoại hình thì nó có chạy sát chút cho trên ô tô này đó. Sẽ giả đích thì cầu ngon các bác nhé. Size này bắt cầu UL, cầu suối. Cầu cái nhỏ, dòng này một chiều thôi. Tay có chiếc cốt xoắn dần, đổi tay trái phải. Nói chung nó chỉ có một vài điểm chạy trên này các bác nhé. Chúng cũng là tương đối các bác nhé. Gạt trước nguồn lại. Đỡ đắp máy. Hoạt động về em ru các bác nhé. Em bật nhả tay luôn. Dòng này nó chỉ có một chiều thôi các bác nhé. Tay quay xích có xoắn dần, đổi tay trái phải. Máy thì nói chung nó có một vài đứng chạy trên ô tô. Hoạt động kỳ mượt nhẹ. Em mượt nhạc tay nhé, kỳ mượt luôn. Em mượt nhạc nhé. Chúng mượt các bác nhé. Gặp. Mà phải đứng chảy thôi.
Phone này thì còn nguyên hộp phụ kiện các bác nhé, đầy đủ. Serix C2000S, ratio là 5.1, tải cá là 3kg, nặng là 185g, chạy 7 bậc đạn, thu dây 69cm. Con này là mã số 22, giá là 2.1 các bác nhé. Số 22 giá 2.1. Tiếp tới mã số 23. Mã số 23 em cũng có một cái máy Shimano Vanfor C3000HG. Cái dòng C là dòng body thông gọn, size là C3000, tua là HG. Mà hình máy, mà hình thì nói chung là đẹp các bác nhé. Vanfor thì nó bằng vật liệu CI4 hết các bác nhé, vật liệu siêu nhẹ. Size này cho bác lua lóc, lua chấm, cầu ngâm bằng C đều được hết. Dòng này thì nó chỉ có một chiều thôi. Tay quay là xích cốt xoắn dần, đổi tay trái phải thoải mái. C3000HG. Trên máy thì đang có JBL này, em thấy đang còn rất đẹp này, các bác phải kiếm tận dụng lại nhé. Dù nó có sức đồng mèo nhẹ thôi. Con này các bác cầu lùa tuyệt vời rồi. Cối là cối sâu. Dòng xe là dòng body thon gọn, nhẹ. Thân là vật liệu C4 siêu nhẹ. Cắt cước ngon lành. Rồi rắc máy. Hoạt động cực kỳ mượt các bác nhé. Em mượt nhà Tây. Nói chung thấy dòng mèo nhẹ còn hoạt động mượt lắm. Em vượt nhẹ nhé. Cầu lùa cực kỳ sướng rồi. Những chiếc này bóng loáng này. Chúng phải lòng mèo nhẹ thôi. Cái này thì còn nguyên hộp phụ kiện các bác nhé. Vanfor C3000HG, ratio là 6.0, tải cá là 9kg, nặng là 180g, bằng vật liệu C4 cực kỳ nhẹ các bác nhé. Chạy 8 bậc đạn, thu dây 89cm. Con này là mã số 23, giá là 2.9 các bác nhé. Mã số 23 giá 2.9. Các bác đang xem video bên máy nào, các bác cứ nhấn vào số trên màn hình của em ấy nhé. Cần em hỗ trợ gì các bác cứ nhấn vào đấy nhé. Các bác đang xem video tiện tay cho em xin luôn một like, một đăng ký kênh anh nhé. Em tới mã số 24. Mã số 24 em có một con máy Shimano Twin Power C2000S. Cái dòng C là dòng body thôi các bạn, sáng là size 2000, S là cuối nâu. Mà hình máy. Mà hình thì con này thì nó cũng có một vài đấm trời các bác nhé. Một đấm trời trên ô tô này. Cái này thì cái chỗ đít này, cái chỗ cái nắp này thì nó cũng có một chút tí này, đấy nó bị chảy một chút tí này, nó nứt một tí cho các bác này, một tí tí thôi, đấy đấy, các bác nhìn kỹ có thể thấy ở này này, một chút này, chỗ này, đấy nó bị nứt một chút đây, cái này cái nắp ngoài các bác nhé, nắp ngoài đó, các bác nhìn kỹ có thể thấy được. Thường không thấy được đâu, cái này nó cũng không được gì đâu các bác. Đây nó mới chớm này, một chút này, cố hiện tượng này. Ngoại hình thì nó cũng có chảy chút nhá. Size C2000. Size này các bác cậu UL, cậu suối thì tuyệt vời rồi. Tequin là dòng máy cao cấp sản xuất tại Japan các bác nhé. Nói chung là có bạn một số điểm đầy sớt, gạt cước ngon lành. Thế quyền 2015 các bác nhé.
rồi rắc máy. Đó, ok các bác nhá. Chúng có một vài điểm chày thôi. Dòng TQ thì dòng này nó chỉ có một chiều thôi các bác nhá. Một chiều thôi. Tay có xít cốt sẵn dần đối tay trái phải thoải mái. Size này cho bác cậu UL, cậu cái nhỏ. Chút đây. Cuối này thì còn nguyên hộp phụ kiện các bác nhé, đầy đủ nhé. Đây nguyên thì cái thông số nó để trong cái sổ này. TWinMOC 2000S Ratio là 5.0. 5.0. Tải cá là 3 kg, nặng là 195 g. Chạy 10 bộ đàn các bác nhé. 10 bộ đàn, 9 1 là 10. Dòng máy cao cấp của Shimano các bác nhé. Phụ kiện đầy đủ nhé. Cái này là mã số 24, giá là 3.1 triệu các bác nhé. Mã số 24 giá 3.1 triệu. Tiếp tới mã số 25. Mã số 25 thì em có một con máy Daiwa Luviad size 2508 BDH. BDH. Luviad bản này là bản 2015 các bác nhé. Bản 2015. Bản này thì sản xuất tại Japan các bác nhé. Men Japan này. Size là size 2508. Size này thích ở cho bác cầu lua nhé. Cầu lua. Dòng này thì nó có mặt siêu các bác nhé. Mặt siêu là dầu tự tính kháng nước các bác, cầu nước mặn thoải mái. Con này thì người ta đã độ bằng đúng các bác nhé. Độ bằng đúng này. Đấy. Độ bằng đúng nhé. Và hình máy. Và hình thì nó cũng có một vài điểm xuất lông mèo nhẹ thôi. Nói chung cũng đang còn đẹp các bác nhé. Tay có xích cốt xoắn dần, đổi tay trái phải thoải mái. Miền giờ ban. Size này cho bác cô lùa tuyệt vời rồi. Cô lùa. Luviad hay là không tác. Lùa lóc và chấm con này tuyệt vời. Máy da ban cực kỳ bền. Đây nhìn nó có phải lông mèo nhẹ. Chung cũng đang đẹp các bác nhé, sức nhẹ thôi. Lùi áp 2015 đặt cước ngon lành. Bản 2015 này được rất kêu rất to các bác nhé, kêu to lắm. Kêu rất to, hoạt động cực kỳ mượt các bác nhé. Êm mượt nhẹ tay nhá. Êm mượt nhẹ. Chốt chặt ok. Chốt chặt ok. Êm mượt các bác nhé. Cái này thì còn nguyên hộp phụ kiện nhé, đầy đủ nhé. Luviad 2508 BDH
Ratio là 4.8, nặng là 215 g, tải cá là 7 kg, thu dây 72 cm, chạy 9 bậc đạn, giá 1.9 nhé. Con này là mã số 25, giá là 2.8 các bác nhé. Mã số 25 giá 2.8. Đến tới mã số 26. Mã số 26 có một con máy Simno Sertic C3000. Cái dòng C là dòng body thôn gọn, size là size 3000. Sertic bản này là bản 2019 các bác nhé. Ngoại hình máy, ngoại hình thì nói chung cũng đang đẹp các bác nhé, cũng phải lông mèo nhẹ thôi. Size 3000. Size này cho bác con lua các bác nhé. Con lua, con ngâm, con đồng xe đều được hết. Tay có xít cốt xoắn dần, đổi tay trái phải thoải mái. Bản này nó chỉ có một chiều thôi. Nói chung là ngoại hình thì nó có trầy sắt nhẹ rồi các bác nhé, đang đẹp nhé. Đít này, bóng loáng này. Nói chung cũng đang đẹp các bác nhé. Size 3000. Lùa lóc, lùa chạm công, ngâm năng xe đều được hết, cối là cối sâu. Dòng C là dòng bo để thôi các bạn. Máy thì đang còn đẹp. Cái tiếp còn là đờ rắc máy. Hoạt động êm ru các bạn nhé. Máy đẹp êm bực nhẹ tay. Cực kỳ mượt nhé. Êm ru. Nói chung là còn đẹp, êm mượt. Con này thì còn nguyên hộp phụ kiện các bác nhé. Sertic C3000, ratio là 5.3, tải cá là 9 kg, nặng 225 g, chạy 7 bậc đạn, thu dây 78 cm. Con này là mã số 26, giá là 2.3 các bác nhé. Mã số 26 giá 2.3. Đến tới mã số 27. Mã số 27 là một cái máy Simno Saphir C4 C3000 HG SDH. Tôi là tôi HG, S là cuối nông, DH là tôi gây đôi. Saphir C4, tay quay là tay quay X-Shift. Dòng này thì tay quay xít cốt xoắn dần, đổi tay trái phải thoải mái nhé. Cái nút châm dầu này cực kỳ thuận lợi cho mình này. Máy thì nói chung là còn đẹp các bác nhé. Sức nhẹ thôi. Còn bóng loáng này. Size này thì ở cho bác câu lua nhé, câu lua, câu mực, nóc, nước chấm. Dòng này thì kháng mặn rất tốt nhé, các bác câu nước mặn thoải mái nhé. Thân bằng vật liệu C4 siêu nhẹ. Dòng này nó là dòng cao của Shimano các bác nhé. Cái chứ là ngoại hình thì nó có chạy rất nhẹ thôi. Phải không mèo nhẹ nhé. Chúng cũng đang đẹp các bác ạ. Đặt trước nguồn này. Đời đất máy hoạt động thì êm mượt các bác nhé. Nói chung máy còn đẹp, êm mượt nhé, êm mượt nhẹ, máy đẹp êm mượt, chốt chặt ok, êm mượt nhẹ tay. Cực kỳ mượt. Con này thì nó còn nguyên hộp các bác nhé, nhưng cái hộp nó thì vận chuyển nên nó hơi móp một chút. Nguyên hộp phụ kiện Saphir C4 C3000 HG SDH, ratio là 6.0, tải cá là 9 kg, nặng là 200 g. Con này nó chạy 10 bạc đạn các bác nhé, trong đó có 9 bạc đạn này, 9 SRB là bạc đạn kháng mặn các bác nhé. Đấy. Dòng này nó chạy rất nhiều bạc đạn, dòng máy đời cao của Shimano. Con này mã số 27, giá là 2.2 các bác nhé. Số 27 giá 2.2.
Em tới mã số 28. Mã số 28 mình cũng có một cái máy Shimano Utega C5000XG. Cái dòng C là dòng body, thôn gọn sang là C5000, tua G bằng tua cao, ratio là 6.2. Utega bản này là bản 2021 các bác nhá. Bản đời mới nhất của Utega nhá. Màn hình máy. Màn hình nói chung cũng đang đẹp các bác nhá. Con này ở trên máy em thấy là còn dây bẫy đang còn rất mới này, các bác phải kịp tận dụng lại nhá. Dòng này nó chỉ có một chiều thôi. Tay quay xích cốt sẵn dần, đổi tay trái phải thoải mái. Xoay 5000 thì mình dễ câu các bác nhé. Vô lóc đồ chạm câu ngâm băng xoay đều được hết. Nói chung đang đẹp. Năm ngàn thì mình câu gì cũng được nhé. Chúng đang đẹp các bác nhé. Đẹp nhé. Đặt cước ngon lành. Rồi rắc máy. Mình ok nhá. Dòng nó chỉ một chiều thôi bác nhá. Tay có sĩ có xong dần đổi tay trái phải thoải mái. Cái này thì còn nguyên hộp phụ kiện các bác nhé, đầy đủ nhé. Utega C5000XG, ratio 6.2, tải cá là 11 kg, nặng 285 g, chạy 6 bậc đạm, thu dây là 101 cm. Con này là mã số 28, giá là 2.3 triệu các bác nhé. Mã số 28 giá 2.3 triệu. Các bác ưng máy nào các bác cứ nhắn vào số trên màn hình của em nhé. Cần em hỗ trợ gì các bác cứ nhắn nữa em hỗ trợ mình dễ hơn. Gửi hình ảnh các thứ cũng dễ hơn. Các bác xem video tiện tay cho em xin luôn một like một cái kênh ấy nhé. Đến tới mã số 29. Mã số 29 này có một cái máy Daiwa BG-SW6000DH. Dòng BG-SW này là dòng BG-2023. Dòng máy đời mới của Daiwa các bác nhé. Tay qua xịt cốt sóng dần, đổi tay trái phải thoải mái. Dòng SW là dòng kháng mặn, các bác có nút biển thoải mái nhé. Ngoại hình thì còn đẹp các bác nhé, đẹp như mới nhé, mới keng này, đẹp keng các bác nhé, đẹp như mới. Xay 6 ngàn này mình câu dích, câu lục, câu ngâm, câu long C. Dòng SW kép, dòng kháng mặn, các bác có nút biển thoải mái. Máy thì đẹp như mới rồi, BG-2023. Nói chung máy mới sao nó vậy các bác nhé. Không khác gì máy mới cả. Chụp keng. Máy keng luôn. Đặt cước ngon lành. Rồi rắc máy. Hoạt động êm ru các bác nhé. Êm mượt nhà Tây. Cực kỳ mượt các bác ạ. Máy mới sao nó vậy nhá. Êm mượt nhẹ. Ngoại hình không có gì, ngoại hình hoạt động không có gì phải chê các bác nhé. Tương tự như máy mới luôn. Nguyên hợp phụ kiện, không thiếu gì. BG-SW6000DH, ratio là 5.7, nặng là 385 g, tải cá là 12 kg, thu dây là 101 cm, chạy 5 bậc đạn. 23 BG-SW. Quay này là mã số 29, giá là 2.5 triệu các bác nhé. Mã số 29 giá 2.5 triệu, máy đẹp như mới. Em tới mã số 30.
Mã số 30 em có một con máy Shimano Cephone SVK 8000BG. Dòng SVK là dòng kháng mặn, size là size 8000, tua là tua BG, một tua cao. Ngoại hình máy. Ngoại hình thì nó có chỉ rất nhẹ thôi, chỉ rất nhẹ trên ô tô này. Nói chung này nó còn đẹp các bác nhé, nó chỉ có chảy sắt chút chút trên ô tô thôi. Con này các bác xem bóng loáng này, mới keng các bác. Con này nó chỉ bị phẩy nhẹ chút trên ô tô này này. Đấy. Size 8000. Cephone này Cephone 2021 các bác nhé. Tay quạt xít có xoắn dần, đổi tay trái phải tay mái, bản 2021. Dòng này nó chỉ có một chiều thôi. Size 8000, tua BG. Size này thích ở cho bác câu đáy này, câu lục xa bờ, câu bạc bãi, câu biển. Đánh cá lớn các bác nhá, sơn hàm. Nhưng mà ngoại hình thì nó chỉ có chảy sắt chút trên rô tô thôi, còn đâu còn như mới luôn. Dưới đây còn như mới, nói chung con này sử dụng rất ít nhé. Dấu hiệu sử dụng rất ít. Chắc đếm trên đầu ngón tay thôi. Máy còn cứng còn đẹp lắm. Chỉ mà một điểm sắt trên đấy thôi. Dùng SVK dòng kháng mặt. Có nước biển lên cao lớn. Không gì chè. Đặt chiếc con này. Rồi lát kiểu to nhé. Hoạt động êm mượt các bác nhé. Êm mượt nhẹ nhé. Máy đẹp, êm mượt, nhẹ tay. Sửa vốn SVK 8000. Máy đẹp em mượt. Con này thì còn nguyên hộp phụ kiện các bác nhé. Cephone SVK 8000BG, ratio là 4.9, tải cá là 13kg, nặng 670g, chạy 5 bậc đạp, thu ra 94cm. Con này là mã số 30, giá là 2 triệu các bác nhé. 2 triệu máy đẹp, nguyên hộp phụ kiện. Em tới mã số 31. Mã số 31 em có một con máy Daiwa Blast 4500H. Cái size 4500H của Daiwa thì sẽ thực tầm size 8000 Shimano các bác nhé. Ngoại hình máy. Ngoại hình thì nó cũng có trời sớt nhẹ nhé. Dòng này thì bao trô bao khỏe các bác nhé. Trô khỏe. Dòng này nó chỉ có một chiều thôi. Tay quay xích cốt sẵn dần, đổi tay trái phải tay mái. Size thực là size 8000. Dòng này thì nó cũng có mặt siêu các bác nhé. Một siêu là giờ được tính kháng nước các bác câu nước mặn thoải mái nhé. Ngoại hình thì nó có thể sơ chút. Size này cho các bác săn hàng đánh cá lớn. Câu đáy, câu bạc bãi, câu lục. Dòng này thì cốt to khỏe. Dòng này có cốt trợ lực nhé. Cốt trợ lực. Đấy. Cốt to khỏe, bao trô bao khỏe cho bác nhé. Trô khỏe. Trô bác sân hàng đánh cá lớn, size là size 8000, sẽ tực. Mình nếu có trời chút. Gạt thức ngon lành. Đó rắc máy. Hoạt động êm mượt các bác nhé. Êm mượt nhẹ, dòng này nó chỉ một chiều thôi. Tay quay ở tay có chít cốt sẵn dần. Đổi tay trái phải tay mái. Êm mượt nhẹ. Trâu khỏe nhé. Cái này thì của nguyên hộp phụ kiện các bác nhé. Nguyên hộp phụ kiện. Blast 4500H, ratio 5.7, nặng là 620g, tải cá là 15kg, thu dây là 1m09, chạy 7 bậc đạp. Cái này là mã số 31, giá là 2 triệu 3 các bác nhé. 2 triệu 3, mã số 31. 31.
thì các bác làm siêu video, các bác ứng máy nào các bác cứ nhắn qua số trên màn hình của em nhé, cần em hỗ trợ gì các bác cứ nhắn qua đấy nhé. Các bác xem video đến cuối video rồi thì cho em xin luôn một like, một đăng ký kênh ấy nhé. Video này mình không còn mua được những con máy đẹp hơn ý, thì video sau mình sẽ thấy sớm hơn, chọn mua được những máy đẹp hơn ý hơn. Em chào các bác và hẹn gặp các bác ở các video sau nhé. Xin chào.